Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là nới cái bản lề của mã HP450. Đấy, cái bản lề mà các bạn để nó chặt quá, các bạn gập lên gập xuống hay bị gãy bản lề, gãy cái vỡ cái phần chân ren ốc vào cái vỏ nhựa vào bản đề. Thế này là ta sẽ nới lỏng ra để cho nó bền hơn. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Trước tiên như tất cả các máy ta phải tháo pin ra, ngoài trừ các mã máy pin trong thì chịu, còn pin ngoài ta tháo pin ra để cái lẫy nhá. Đấy, pin tự bật lên xong bỏ pin ra. Đây, chúng ta bắt đầu tháo nhá. Mã này ta cũng không thể tháo ngay từ mặt C được, không thể tháo bàn phím ngay được, bởi vì là có ốc vít từ mặt D lên mặt, cho nên là ta phải tháo từ mặt D trước và bỏ mấy con ốc kia ra rồi ta mới có thể là nhấn bàn phím ra được. Bỏ luôn nó cứng ra nha các bạn nhé. Bỏ luôn wifi ra, tí nữa này quên ở dưới nước đường men ra. Hoặc tháo luôn wifi. Giống như hôm trước là cái mã HP Pavilion G4. Đấy, mình quên tháo wifi. Đấy, lúc sau cũng nhớ được main ra này mày tháo wifi. Đấy, hôm nay ta nhớ tháo luôn. Đây mà có ốc cái bàn phím này, các bạn nhìn tháo được bàn phím ra. Tháo của CD ra. Chú ý tháo hết toàn bộ ốc ở đây ra nhé, không để sót con nào. Kiểm tra xem hết chưa? Hết rồi, không có con nào. Đấy, tôi tháo bàn phím. Tháo các bàn phím ra. Để kích nguồn. Đây là nhé, ở đây là trên đây mặt C này là phải có một con ốc ở đây này, nhưng mà người trước thợ nào đã tháo ra quên không lắp vào. Bên này có một con ốc và bên đấy cũng có một con ốc. Đấy, các bạn chú ý nhá. Đấy, thiếu tí nữa mình lắp vào mình sẽ bổ sung ốc vào. Đấy, ta tháo thôi. Cái này là mình cảm giác rồi. Đoạn này cắt nhé. Đã. Ta bổ sung ốc vào thôi. Đó, tháo bình thường.
Đấy, ta đang tháo mặt xe ra rồi. Đây, bây giờ ta đã tháo được toàn bộ máy và bên ra rồi. Toàn bộ bên ra rồi thì ta sẽ tháo cái bàn này ra. À, tháo cái màn hình này ra. Có cái bàn này. Tháo toàn bộ ra. Em ơi cho anh hai kìm ạ. Đấy, đã khi tháo được cả cái bảng màn hình và cái bàn lề ra này các bạn. Kiếm cái kìm. Nới lỏng cái ốc ngoài cùng ra. Vừa phải là các bạn nha, không phải lỏng quá. Đấy, xịt ít RP vào các bạn. Chân chu. Đấy. Rồi, lắp lại thôi. Ok, bây giờ ta tiến hành lắp máy vào thôi nha. Đấy, ta sẽ lắp máy vào. Trong quá trình lắp như này các bạn tuyệt đối là không bẻ gốc cái màn hình. Bởi vì ở cái bàn đế bên trái là chỉ có hai con ốc đứng ngang hàng với nhau thôi. Nếu như các bạn bẻ chắc chắn là sẽ gãy cái chân cái lẫy nhựa dưới bàn đế này luôn. Đây. Nên là các bạn không được bẻ trong khi lắp. Vì tí nữa ta phải lắp cái mặt C này vào. Lắp cái mặt C này vào. Thì mới có con ốc đè trên đây xuống thì nó mới tạo thành cái ba góc thì nó mới có thể là nó chịu lực được. Còn nếu không bây giờ ta bẻ một cái là sẽ gãy cái bàn lề bên trái ngay. Các bạn cực kỳ chú ý.
này, cáp loa. Cáp của ổ cứng ở bên dưới. Về đúng vị trí của nó. Cắp màn hình dây nguồn. Áp hiệu USB bên phải. Xong đây, nãy con này bên này là thiếu một con ốc, cái nãy nói với các bạn đấy, nên có hai con ốc. Ta sẽ phải bắt nó vào, chứ phải bù vào. À, tí phải bắt mặt C vào, ta mới thiếu một con ốc bên phải, bên trái. Bên phải có một con rồi. Ok, lắp hai con ốc vào trên mặt này vào, trên mặt C này vào. Đây con nãy mình vào thiếu đây, mình sẽ bổ sung cho con ốc khác vào. Thiếu này không phải do mình, phải do thợ trước tháo ra. Người ta lấy bớt đi, người ta luộc, người ta ăn được. Mình có thể mua về, cho thêm vào. Các kích nguồn các tổng phát xong, các bạn lắp bàn phím vào. Ok, nhớ nha, đừng vẻ màn hình các bạn nha. Đấy, cực kỳ nhớ. Đấy, việc đầu tiên là đây. À, lắp ngay hai con ốc chốt hai bên này. Chân này lại nhớ có bẻ màn hình không sao. Đấy, giờ thì ok. Bẻ nào thì bẻ. Không thành vấn đề nữa. Wi-Fi
đâu cũng vậy. Một CD. Đây mình cũng bị ăn mất, có nó cũng ở CD này. Hiện tại là mình hết ốc rồi, nãy tháo ra bao nhiêu ốc chỉ có nhiều. Hiện tại cho thêm một ốc nữa vào. Thì hình là thợ trước luộc hơi nhiều ốc. Ok. Ở đây lại còn con nữa. Không hiểu là ông tháo lắc kiểu gì luộc hết lại thiếu con bên này nữa, đây con nữa buồn lắm. Mỗi lần tháo lắc này mà nhập máy về như này là bao tiền ốc. Chắc là hết rồi. Đấy, cắm cái cáp ổ CD vào. Đây, lắp ổ cứng vào. Ok, cắm cáp ổ cứng vào. Xong. Okay. Đấy, thế là mình đã hướng dẫn các bạn nới bản lề của mã HP450. Đấy. Chúc các bạn một ngày làm việc may mắn, hiệu quả. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn nha.